Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu đá Euro 2021 hôm nay, ngày 28 tháng 6 và rạng sáng ngày 29 tháng 6, các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu thuộc vòng 1/8. Trong ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra hai trận đấu, đó là cuộc so tài giữa Croatia với Tây Ban Nha và Pháp với Thụy Sĩ. Ở khung giờ 23 giờ là cuộc so tài giữa Croatia với Tây Ban Nha. Đây là cuộc đọ sức của hai đội nền bóng đá mạnh, có tuyến tiền vệ chất lượng và chơi tấn công hoa mỹ bậc nhất châu Âu. Tuy nhiên, trước khi bước vào trận đấu này, Croatia nhận tin dữ khi Perisic mắc Covid-19 không thể ra sân thi đấu. Đây là thiệt thòi rất lớn với nhà đương kim á quân thế giới, vì Perisic có 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Croatia ở Euro 2021. Perisic không thể thi đấu sẽ khiến sức mạnh của Croatia, đặc biệt ở hàng công, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, không ngoại trừ khả năng đội bóng này sẽ chơi phòng ngự phản công trước Tây Ban Nha để đưa trận đấu trở về hiệp phụ và đá luân lưu. Trong lịch sử, Tây Ban Nha và Croatia đã 8 lần đối đầu với nhau. Kết quả, Bò Tót giành 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Do đó, Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Trận đấu giữa Pháp với Thụy Sĩ diễn ra lúc 2 giờ ngày 29 tháng 6. Ở cuộc so tài này, nhà đương kim vô địch thế giới đương nhiên được đánh giá cao hơn, nhất là khi Thụy Sĩ giành vé vòng 1/8 theo suất của một trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Pháp không được phép chủ quan, bởi vì Thụy Sĩ là một đội bóng chơi đoàn kết, họ có những cá nhân có thể làm thay đổi cục diện của trận đấu. Mặt khác, trong 5 lần so tài gần nhất với Thụy Sĩ, Pháp chỉ 1 lần giành chiến thắng, để đối phương cầm hòa tới 4 lần. Do đó, đây chắc chắn là trận đấu mà Mbappe và các đồng đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo lịch tường thuật Euro 2021, thì trận đấu giữa Croatia với Tây Ban Nha được phát trên kênh VTV6, trận đấu giữa Pháp với Thụy Sĩ được phát trên kênh VTV3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của hai trận đấu này, hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật tin tức bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và lịch bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.